Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong tuần này sẽ không tới gặp Tổng thống Donald Trump. Thủ tướng Canada Justin Trudeau theo dự trù sẽ không tham dự vào cuộc họp cùng Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Tư ngày 8 tháng 7 sắp tới, vốn được tổ chức nhằm để thảo luận về chương trình hợp tác thương mại Bắc Mỹ ký kết giữa ba quốc gia là Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ. Trong cùng một phát biểu đăng trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Tây Cơ Andre Lopez Obrador nói rằng phía Thủ tướng Trudeau đã chấp nhận lời mời tới thăm Mexico City trong cuộc điện đàm vào sáng thứ Hai ngày 6 tháng 7. Theo như lịch trình định sẵn thì ông Obrador sẽ công du sang thủ đô Washington DC vào ngày 8 tháng 7 để thương thuyết cùng Tổng thống Donald Trump. Nhân dịp này ông cũng ngỏ lời mời ông Trudeau tới tham dự nhưng mọi việc không diễn ra theo như ý muốn vì giữa Hoa Kỳ và Canada đang xảy ra căng thẳng liên quan tới việc đánh thuế aluminum.